Nghe nghe điện thoại em chị cái. Sáng giờ chưa có bài đăng. Ủa, cũng nhiều nè, quan nè. Sao ngủ ẩn hôm đầu
Mình sẽ sang cái này. Được, ok. Có phơi đồ gì không? Vác đồ vô kìa mấy đứa. Mưa rồi. Thả lỏng là tí để dễ lấy cái mụn ở trên trán ha, cho sạch cái chân rồi vệ sinh. Này mà về có dính nước mưa là rửa mặt lại liền nha, thấy mưa nó dơ á, có axit á, ở thành phố khói bụi nhiều á.
Sao lại giống trai da nha? Đang quay gì vậy? Đang quay gì vậy? Mộng của em à? Không thấy nào em đâu. Thấy cục mộng á. Mèo ẩn. Quá quận 2 mà đúng không? Em quận 2 mà đúng không?
Thì phát đây nha, cái phòng này. Ổn, cố lên. Còn mụn không Thương? Hả? Ok, xin chào các bạn nha. Rồi, thế này Thương ơi, xong rồi đây.